Xin chào mọi người. Thế nào là cảm giác quyền lực? Đây, chính là cảm giác này. Đầu tiên, cái việc mà cho con chó ăn vặt đấy, với mọi người, những cái người mà mới mua chó thì nên làm. Bởi vì chúng nó qua cái việc này, chúng nó sẽ biết đâu là đại ca. Ngồi yên đấy chờ. Đây là phần của anh. Ok. Ngồi yên đấy chờ, tí sẽ được ăn. Anh ăn trước đã. Khi nào ấy mà anh cho thì lúc đấy sẽ được. Ok, anh ăn chút tí nữa nhá nhá. Đây là bỏ chưa, chờ đấy. À, đứa nào ngoan? Suro có ngoan không? Melsi có ngoan không? Pila ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Nào. Ok, vào con đứa ăn từ từ. Xích sang bên này, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi đằng trước, chỉ có ngồi đằng trước anh mới là ăn thôi. Ok, ngồi yên lại, ngồi yên không cần xa gần. Merci. Ok, Yumi nữa phải kia, không có bon chen. Siro. Ok, Pila. Rumi. Lùi lại. Cái này chẳng nhìn thấy mặt mấy đứa đâu cả. Đây, để anh quay cái này ra đây đi. Cho cái máy quay nó ra gần đây một chút này. Để nhìn ngó cái mặt của chúng nó, cho nó rõ nét. Ok, chúng ta sẽ ngồi yên đấy. Ok rồi đấy, rõ rồi đấy. Nào. Sao con Siro ngồi xa thế? Con Siro phải ra chỗ mẹ với bà ngồi. Siro xích ra đây. Siro ngồi đấy là Siro gì? Xích vào. Merci. Vì là ngồi đẩy lại che hết mặt bà với mặt mẹ rồi. Siro, Yumi, nha. Cái này thì đâu có ngắm được mặt của mấy đứa kia. Lùi lại, lùi, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Siro xích vào đây, xích vào đây. Rồi, ok, ngồi xuống đấy, ngồi xuống. Siro ngồi luôn xuống đấy đi. Tiến lên một tí. Được rồi, ngồi yên đấy, được rồi. Ngồi yên đấy nhá. Để quay cho nó gần này, lại này. Ba đứa này. Không, Pila này đi đâu? Pila nghỉ ăn hả? Không, ngồi yên ở vị trí cũ cơ. Mỗi mèo xì ngoan, mèo xì ngồi yên, mỗi mèo xì được ăn. Ngồi xuống. Nhưng mà ngồi này thì làm sao? Làm sao quay hết được? Siro ngồi xuống. Không phải cứ đứng lên lại gần được ăn đâu. Hư là lượn ngay chứ. Yumi lượn ra kia. Mi. Không, sang bên này. Mấy đứa hiểu nhầm ý rồi. Xích ra đây. Chúng ta ngồi xuống đây. Siro vào giữa. Siro vào giữa. Siro đứng ở đây là Siro nhịn đấy.
Nasi hoa, một mình Nasi ngồi im là một mình Nasi được ăn. Yumi siro nữa ra kia, ra đây rồi, ok ngồi đấy, được rồi, siro ngoan. Pina làm đấy được, hợp lý, bài toán này là hợp lý đấy, không che mất mặt của hai cái kia. Đó. Ngồi yên đấy, để lùi lại này, để cho còn nhìn được cả ba đứa này. Ok. Merci. Siro. Pina. Ngồi yên đấy. Yumi. Không. Sự yên lặng kéo dài, ngồi yên. Không có lén phén. Anh để anh nghĩ xem là anh sẽ cho đứa nào. Đứa nào sẽ ăn cái này nhỉ? Không, siro sai. Siro sai. Lùi lại. Siro nhịn vòng này. Pila ngoan thì được ăn. Yumi siro bị nhịn rồi. Tiếp tục. Tiếp theo xem mình nghĩ xem là sẽ cho đứa nào cái quả này. Đứa nào sẽ là đứa được ăn cái quả này nhỉ? Nào, siro này muốn nhịn rồi đấy. Đứa nào sẽ được ăn? Siro ngoan. Ok, siro được ăn. Mousy. Pila. Yumi. Ok. Tiếp tục. Anh lại nghĩ tiếp xem sẽ cho đứa nào ăn quả này. Quả này sẽ để cho đứa nào ăn quả này được nhỉ? Nào, lại có đứa muốn nhịn rồi. Đứa nào sẽ ăn quả này là hợp lý đây. Đứa nào sẽ là đứa nên được ăn quả này? Không. Pila nhịn. Nhà xì ngoan này. Siro ngoan này. Pila này này, Pila nhịn. Ai cho Pila ngoài đầu lên? Yumi. Ngồi xuống đi, nằm xuống đi. Thế thì lại che hết con với cháu rồi. Nào, lùi lại. Ok. Nào, ngồi yên, tiếp tục. Đến lượt đứa nào đây? Rồi, Pila ngoan. Siro ngoan. Maxi ngoan. Tiếp tục. Quả này to quá nhỉ, cho đứa nào được? Cho đứa nào quả này được nhỉ? Quả này to quá. Có một đứa nhịn rồi. Siro nhịn nhá, ai cho phép Siro nhau lên? Pila ngoan này, Pila được ăn này. Melsi ngoan này, Melsi được ăn. Siro nhịn, ai cho Siro nhau lên? Tiếp, lượt tiếp theo, xem là quả này sẽ nên cho đứa nào. Đứa nào sẽ được ăn cái quả này? Quả này rất là to và rất là ngọt, thơm nữa. Quả này thơm lắm. Ok, siro ngoan, ăn, ngồi lùi lại. Pila cũng được ăn này, Nasi cũng được ăn này, ok. Lượt tiếp theo, thế nào lượt này cũng sẽ có đứa không được ăn. Hai quả này,
hai quả này. Pila nhịn rồi. Hai quả này rất là ngon này. Nhưng mà rất tiếc là nó đã vô duyên với Pila. Ai cho Pila nhau đây? Hả? À, anh đã gọi đến tên Pila đâu? Tại sao Pila lại nhau lên? Chưa gọi đến tên mà Pila nhau lên là Pila nhịn rồi. Của Messi và của Siro. Lùi lại. Che mặt con cháu rồi. Không, yên đấy. Không phải ngồi gần là được ăn đâu. Tiếp theo. Từ từ, không lại mất phần bây giờ. Ba quả. Không. Ba quả. Đứa nào? Cho đứa nào ăn trước đây. Ba quả. Nào, lại có đứa muốn nhịn rồi đấy. Nào. Lại có đứa muốn nhịn rồi đấy. Pila ngồi lên đi Pila. Rồi, ngồi đấy. Không. Bảo ngồi lên thôi chứ chưa bảo ăn. Messi ngoan nhất, cho Messi quả to. Rồi, Siro. Úi giời ơi, giờ mất rồi, giờ Pila. Còn mấy quả nốt nha. Quả đấy hơi ngủ rồi. Messi. Siro. Pila ngồi lên. Ok. Ấy nhá, mọi người nếu mà muốn